tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn thêm một cái cách khác để các bạn có thể chơi được cái game PUBG Mobile giả lập trên PC nha các bạn. Cái phích lỗi ở cái phần dưới của mình á thì đa số các bạn đều làm được, nhưng mà vẫn còn một số bạn là làm không được. Mình không hiểu là tại sao, nhưng mà rồi mình bây giờ trước khi vô cái vấn đề chính thì mình xin chia sẻ lại cho các bạn một cái số cái mà cái video trước á, video phích lỗi trước của mình á mình chưa có chia sẻ cho các bạn ha. Chẳng hạn như có một số bạn có bạn comment bảo là sao cây cối gì là nó thành cái hình hộp, thành khói, hình khói ha các bạn. Là do các bạn setting ở đây nè. Các bạn vào chỗ setting này ha. Các bạn cài đặt lại nha. Các bạn đừng chỉnh lên HD ha. Cái dòng đầu tiên nè. Dòng graphic nha các bạn. Các bạn chỉnh smooth cho mình ha. Smooth là mượt các bạn ha. Các bạn chỉnh lên HD là cây cối nó sẽ thành hình hộp nha. Đó. Tại vì cái dòng kẹt của mình á, AMD của mình đó các bạn, là nó không được tối ưu hóa trên các cái phần mềm giả lập ha các bạn. Phần mềm giả lập á, các cái phần mềm giả lập nó đều tối ưu hóa cho cái dòng kẹt NVIDIA thôi các bạn. Cho nên là các bạn chịu khó chơi nó lag một chút. Rồi mình đợi bây giờ fix theo cách của mình thì nó chơi được các bạn, nhưng mà nó vẫn như lâu lâu nó vẫn bị xé hình đó các bạn. Lâu nó vẫn giật các bạn. Cho nên mình chia sẻ cho các bạn một cái cách khác này, các bạn có thể chơi được cái tựa game này bằng một cái giả lập, cái trình giả lập khác nha các bạn. Với lại mình chia sẻ luôn, cũng có bạn bảo mình là sao vô game mấy cái phím nó mất. Thì các bạn vào cái chỗ cái phần cài đặt này ha các bạn. Cái này gọi là tiếng Việt gọi là cái cài đặt điều khiển các bạn. Vào đây ha. Các bạn reset lại cái các cái phím này nha các bạn. Tại nhiều khi các bạn chỉnh xong á rồi các bạn thay đổi cái tỷ lệ màn hình nè, thay đổi cái độ phân giải nè, thì cái này các bạn cũng phải reset lại. Thì khi các bạn update cái cũ á, cái này nó có cái phần cho mình update lên á. Đó, mà khi mình update về lại cái phím cài đặt của mình á là nó không đúng các bạn. Cho nên là mình chơi không có được. Rồi các bạn vào đây nè. Các bạn reset lại mấy cái phím cái này luôn ha. Đó, các bạn reset ở dưới đây nè. Bạn reset lại cho nó thì nó sẽ tự động chạy trở về vị trí với cái mặc định của mình chọn ha các bạn. Thì khi các bạn chọn độ phân giải 720 đó, mà các bạn để ở đây là 1080 thì các cái phím này bấm mình nó bị lệch nha các bạn. Các bạn chơi nó không có được. Các bạn reset xong các bạn save lại. Rồi thêm cái mình nói qua lại cái cài đặt này luôn ha. Cài đặt phía ngoài nè. Này các bạn cái dòng này thì các bạn cứ để như mặc định đi ha. Cái dòng này nè, các bạn nhớ cái dòng này cho mình là chỉnh open GL cộng ha. Mấy cái này các bạn tích hết, các bạn có xài cạc rời mà các bạn tích vào. Rồi mấy cái này các bạn chỉnh độ phân giải thì tùy theo cái màn hình của các bạn chỉnh độ phân giải ha. Các bạn thích đẹp thì các bạn chỉnh cái DPI này cao lên.
mà DPI cao thì nó sẽ hình nó sẽ đẹp nhưng mà nó sẽ lag hơn là DPI thấp nha các bạn. Đó, rồi cái này là cái luồng của CPU mình các bạn ha. Các bạn cứ chỉnh cao lên. Rồi RAM nè, RAM các bạn chỉnh maximum luôn. Còn cái anti này á, dòng này các bạn đóng đi, còn không các bạn để balance cũng được ha, để cân bằng đấy các bạn sell lại. Còn dòng này các bạn chọn độ phân giải nè, đó, tại vì cái độ phân giải ở đây nó quyết định cho mấy cái phím này nha các bạn. Rồi các bạn chọn cái smooth này ha, à, là mượt các bạn, đừng để ô tô thì nó lag lắm các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái giờ mình thoát ra, mình vô cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Và mình chia sẻ cho các bạn thêm một cái cách để các bạn chơi tốt được cái POBG giả lập trên PC nha các bạn. Các bạn mở cái trình duyệt của các bạn lên. Các bạn đánh cho mình cái từ khóa là Blue Tack ha. Đó, đây mình có sẵn rồi các bạn. À, đây các bạn đánh cho mình cái từ khóa là Blue Tack. À, đây. Đó. Rồi, các bạn chọn cho mình cái dòng thứ hai này nha. Đây, Blue Tack nè. Cái này như dòng thứ nhất cũng được luôn các bạn. Mình vô cái này nè. Đó. Rồi các bạn tải tải cái trình giả lập này về nha các bạn. Đây Blue Tack đây. Các bạn tải nó về ha. Đó, các bạn cứ việc tải về thôi. Tải về xong rồi cài đặt. Rồi cái này mình có tải rồi, cho nên là mình khỏi tải nữa ha các bạn. À, đó. Mình hướng dẫn nó hơi mất thời gian tí nha các bạn. Tại vì mình làm lại từ đầu cho các bạn làm các bạn dễ ha. Đó. Các bạn chọn trên admin cho mình ha. Đây, các bạn install nó ra, install now nè. Các bạn cài đặt. Trong này có bạn thì chơi game để giải trí giống như mình đó các bạn. Kênh mình không có làm về game nha các bạn, mình chơi giải trí thôi, nhưng mà mình biết thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn mình lúc đầu mình cũng không có biết được cái cách khắc phục, mình cũng bực lắm các bạn. Mình chơi giải trí mà mình tự nhiên cái mình mất đi cái giải trí của mình nó cũng buồn lắm các bạn ha. Rồi cộng thêm cái các bạn có thể các bạn chơi vì đam mê mà tự nhiên mất đi cái niềm đam mê của mình thì nó cũng buồn ha các bạn. Đây là một cái giải pháp khác ha các bạn. Cái này là Blue Tack, này là một cái trình giả lập khác các bạn. Nó cũng giống như cái game lớp của Tencent này các bạn ha. Giống như cái trình giả lập của game lớp này. Và các bạn chơi trên cái Blue Tack này á thì nó sẽ không bị cái tình trạng mà giống cái kia. Nếu mà các bạn fix cái video theo video 1 của mình á, cái video hướng dẫn fix của mình mà không được á thì các bạn làm theo cái này. Các bạn chờ tí xíu nha để nó đau về xong cái. Là mình muốn làm hướng dẫn từ đầu luôn cho các bạn xem, các bạn làm theo cho nó dễ ha. Chứ mình làm vắn tắt mình bỏ qua rồi các bạn làm không được, các bạn bực mình nữa. Đúng không? Rồi khi các bạn tải xong ra cái Blue Tack rồi, các bạn download, các bạn install nó, các bạn cài đặt xong rồi ha, các bạn chạy nó. Mấy cái này các bạn nên chạy cái quyền quản trị viên đi ha các bạn, cho nó chạy đầy đủ ha.
bạn lít chuột phải vô rin admin ha, như mình đó đó. Đây các bạn thấy nó chạy lên nè, đó một cái giải trình giả lập cũng giống y chang game lớp vậy các bạn. À, đầu tiên là nó sẽ bảo các bạn là đăng nhập cái tài khoản Google ha các bạn. Thì các bạn cứ đăng nhập tài khoản Google vô, đăng nhập tài khoản Google của mình vô ha. Rồi cái nó bảo cái gì thì các bạn cứ chấp nhận nhá, accept hết các bạn. Tại vì khi các bạn đăng nhập tài khoản Google thì mới các bạn mới download cái này, là nó y chang cái điện thoại vậy các bạn, điện thoại Android các bạn ha, cho nên là các bạn phải đăng nhập tài khoản Google thì các bạn mới download game về được. Đó thì các bạn đăng nhập xong rồi các bạn rồi ha, các bạn quay trở lại cái trang chủ này các bạn ha. Đó, nó báo gì các bạn cứ nét đi. Rồi đây ha các bạn, ở trang chủ này các bạn tìm cái tựa game của mình ha. Đây các bạn, đây PUBG Mobile VN này các bạn ha, rồi PUBG Mobile New đó, đây là cái bản đó, đây có PUBG Lite nữa này các bạn, đây Liên Quân đồ các thứ ha, đầy đủ rồi các bạn. Các bạn muốn tìm game nào à? Đây mình các bạn chơi bản quốc tế thì các bạn đào cái nào bản này nha, còn mình chơi bản VN thì mình đào cái bản này ha. Rồi các bạn đào về đó, các bạn thấy không, y chang cái điện thoại thôi đó bạn, install các bạn chờ nó đau lót về xong rồi là mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha, tiếp cái cách cài đặt các thông số trên đây làm sao để mình chơi cho nó mượt nha các bạn. Rồi đây các bạn, sau khi các bạn download về xong rồi ha, nó download nó cài đặt xong rồi các bạn, thì các bạn có thể tắt cái Google Play Store này đi ha, là các bạn vào cái chỗ trên nút Home này các bạn vào cái dòng Play Store nè, là các bạn thấy có cái game của mình cài đặt ở đây rồi ha. Rồi các bạn khoan vào cái game đã ha, các bạn setting ở ngoài này trước giùm mình ha, ở đây nó và các bạn vào cái chỗ ba chấm này nha, đây cái chỗ con chuột mình đây các bạn, bạn vào setting ha, đó ở đây các bạn chọn cái độ phân giải màn hình nha các bạn, chọn độ phân giải ha, còn DVI cái DPI này thì các bạn muốn nó đẹp thì các bạn chỉnh cao lên ha. Còn không thì các bạn cứ để ở giữa này thôi, 240 là được, ok ha. Đó các bạn chỉ chọn hai cái này thôi, đó các bạn save lại ha. Khi các bạn sale thì nó sẽ bảo các bạn restart lại cái giả lập này đó, các bạn cứ restart lại thôi. Cái này nó khác cái game lớp, cái là khi các bạn setting nó bắt các bạn restart liền ha, restart lại cái giả lập liền, nó bắt các bạn khởi động lại cái giả lập liền, rồi xong các bạn vào tiếp ha, setting lại cái dòng. À, cái này là cái hiển thị nè các bạn, bạn engine ha, bạn vào engine nè, đây các bạn thấy là cái mặc định của nó là đã là open GL này cộng này ha, GL này ha các bạn ha. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy cái giả lập là các bạn hiểu rồi ha, đây cái dòng này là nó chỉ
ưu tiên cho cái dòng card Nvidia theo các bạn. À, còn cái card của mình thì nó không có ưu tiên các bạn ha. Cho nên mình không có thể nào mình tích vô đây được. Nếu mình có card dòng Nvidia thì mình tích vào đây thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái game mình các bạn. Rồi, các bạn xuống đây các bạn chọn cái chỗ CPU này, các bạn chọn cao hết cho mình nha. Đó, rồi đây RAM nè, các bạn chọn cao hết. FPS nè các bạn. Mặc định là nó đã cao là 60 rồi các bạn ha. Các bạn cứ để mặc định đi 60 hết để mình chơi cho nó ok các bạn ha. Rồi. Rồi, cái mặc định của nó đã là như vậy rồi. Đó. Ở đây nó có cái dòng này. Các bạn có thể chọn cái ngôn ngữ tiếng Việt ở đây ha để các bạn làm cho nó dễ. Đó, các bạn setting cho nó dễ ha. Rồi. Nói chung là cái này thì các bạn cứ để y chang mặc định thôi. Đó. Khi các bạn mở game lên thì các bạn mới chỉnh được cái chỗ game setting này nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ mở game lên. Để setting lại cái để mình setting cái game ha. Khi các bạn mở game lên thì các bạn mới setting được cái dòng đó được. À, để mình mở lên xong mình setting cho bạn coi. Rồi các bạn cứ chấp nhận hết nha các bạn. Đây, các bạn mở game lên thì các cái phím này các bạn thấy không? Mấy cái phím nó nổi vậy nè. Ở đây các bạn. Chỗ này nè các bạn. Các bạn kéo xuống đi là các bạn sẽ không thấy cái phím nữa ha. Khi các bạn cài đặt á, khi các bạn cài đặt phím thì các bạn hãy mở lên cho nó thấy rồi các bạn làm ha. Còn bình thường thì các bạn tắt đi để khỏi rối mắt các bạn. Rồi các bạn cứ đăng nhập game của mình thôi. Đăng nhập tài khoản game của mình ha. Đây các bạn có thể đăng nhập bằng Play Game nè hoặc là Facebook gì đó cũng cái vô đây thì nó y chang bên kia rồi các bạn ha, y chang cái game lớp rồi, không khác gì hết. Các bạn vô tới game là mở game lên thì nó y chang game lớp thôi, không khác gì hết. Ở trong đây các bạn setting cũng y chang bên game lớp luôn ha. À, để mình tắt tiếng này để ồn quá các bạn. À, rồi bây giờ mình quay lại cái chỗ mà setting game đi ha các bạn ha. Đây bây giờ á, là khi các bạn mở game lên rồi thì các bạn mới setting được cái dòng này ha. Đó thì các bạn muốn cái độ phân giải nó cao thì các bạn chọn cái một không đây các bạn vẫn thấy nó đề là ưu tiên cho các cái dòng Nvidia ha các bạn, GTX này. Nhưng mà card của mình đang xài RX 570 thì nó mạnh hơn cả con này các bạn. Đây là cái màu của chuột các bạn ha. Các bạn thích cái màu thì các bạn thay đổi thôi. Ở đây là cái độ phân giải của game á các bạn. Và các bạn chỉnh cho mình cái dòng smooth luôn ha, là mượt nha. Còn ở đây là cái tốc độ chuột này các bạn. Nó rất là chậm các bạn ha. Các bạn nào chơi chậm quen á, thì các bạn để rồi các bạn khai chơi không quen các bạn cứ việc chỉnh lên để các bạn chỉnh bằng số cũng được ha. Rồi đó, các bạn save lại thôi. Save lại thì nó lại phải restart game cái này lại nha các bạn. Các bạn save lại ha. Rồi các bạn đợi nó khởi động lại cái game nha các bạn.
cái trình giả lập Blue Tack này các bạn, nó không mượt bằng cái game lớp, nó không có đẹp, hình ảnh nó không đẹp bằng cái game lớp các bạn, nhưng mà nó mượt mà hơn các bạn. Hình ảnh thì nó không đẹp bằng đó, nhưng mà mình chơi thì nó không có bị những cái lỗi giống như bên kia ha. Giống như bên game lớp các bạn làm không được thì các bạn qua cái trình giả lập này các bạn chơi. Nhiều khi các bạn chơi cái này xong các bạn khoái các bạn chơi này luôn ơi, không cần chơi game lớp nữa cũng 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 nên đó. Ở đây là cái bàn phím của nó này các bạn. Các bạn muốn thay đổi các cái vị trí cho nó phù hợp ha, thì các bạn đây này ha, các bạn chỉnh này ha, chỉnh theo cái độ phân giải nha các bạn. Đây các bạn, của mình nãy là mình chỉnh là 1080 ha, bây giờ mình chỉnh đây là 1080 là mấy cái này nó tự nhảy lại hết như đúng vị trí hết nha các bạn. Rồi các bạn save lại thôi. Còn các bạn muốn thêm phím hay là ví dụ như mấy cái phím này các bạn thấy nó không hợp lý nè, các bạn bỏ rồi các bạn thêm phím khác vô ha. Ví dụ như cái chỗ này chữ B đi, hình như là cái chỗ này nó là chạy á các bạn, chạy nhanh đó, bên kia nó là dấu bằng, các bạn chơi quen dấu bằng thì các bạn cứ thêm vô thôi đó, là nó sẽ là dấu bằng các bạn. Tất cả các cái khác là các bạn cứ thiết lập lại như vậy ha, theo y chang cái kia thôi, không khác gì hết các bạn. Mình tắt đi. Khoan để mình, nhưng mà trước khi mình thiết lập thì lại mấy cái phím đó mình nên vô cái cài đặt các bạn. Các bạn nên vô cái phòng tập ha. Đây, cái này mình mới cài đặt lại nha các bạn. Các bạn để smooth đi cho nó mượt ha. Rồi, cái dòng này các bạn đẩy maximum lên cho mình luôn ha. Đó, này này, các bạn disable nó hết đi. Rồi, ok. Đây các bạn nhớ cái dòng này nè, các bạn chỉnh đây là cho nó mượt, còn cái này là cái tốc độ khung hình nha các bạn. Thì các bạn đẩy tốc độ khung hình lên cao thì các bạn chơi nó sẽ mượt ha, còn các bạn mà để thấp ở dưới đây thì tốc độ khung hình mà thấp thì nó game nó sẽ giật lag dữ lắm các bạn đẩy mút chỉ luôn đó. Còn dòng đầu tiên này các bạn cứ để cho nó mượt là ok. Rồi các bạn vào cái cài đặt phím này các bạn. Đó, xong rồi các bạn hãy bật cái này lên. Đó, rồi các bạn chỉnh lại theo như đúng các cái vị trí trong đây ha. Mà nó lệch nhưng mà vẫn được bình thường nha các bạn. Đó. Các bạn thích thay đổi thì các bạn thay đổi thôi. Giờ mình thử vô cái phòng tập mình thử cho các bạn xem nha. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ vào phòng tập để mình test cho các bạn xem ha. Với lại mình chỉ các bạn thêm một số cái ha. Để các bạn xem nó như thế nào để các bạn có thể lựa chọn mình chơi bằng cái trình giả lập này. Nó mượt hơn cái kia các bạn. Đây các bạn, cái phím ấn tượng hiện chuột rồi các bạn. Đó, các bạn nhớ các bạn chỉnh cái tốc độ chuột nha. Đây cái tốc độ chuột đây các bạn nè, motion sensitivity này các bạn. Các bạn thích nó nhanh hay chậm thì các bạn cứ chỉnh theo đây thôi đó. Thì bạn muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm chơi chậm, tùy theo các bạn quen như thế nào các bạn chơi, chơi như thế đó. Rồi các bạn nhớ cái phím ẩn hiện chuột nè, cái mặc định nó là phím F1 các bạn ha, là ẩn hiện chuột ha, là khó chơi, nó khó chơi. Mình quen mình chơi phím control nên mình sẽ thay đổi nó bằng phím control nha các bạn. Đó, các bạn thay đổi cái phím đi. Còn ai tất cả các phím trên đây nè,
các bạn thấy phím nào mà nó không phù hợp á, mà mình quen với cái kia thì mình có thể thay đổi các bạn. Mình thay đổi cái, chỉ cần mình bấm vô đây mình thay đổi cái nó thôi là ok ha. Các bạn chỉnh sang ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn cứ việc chỉnh thôi. Các bạn setting sang ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn, đây nó có ngôn ngữ tiếng Việt nè ha, để các bạn làm cho nó dễ. Đó, đây mở full màn hình lên đó, các bạn thấy không, khá là đẹp ha các bạn ha. Đó, mình chưa có setting tính này các bạn. Nó mượt hơn cái kia các bạn. Các bạn không cần phải ở đâu, các bạn chỉnh đúng là được ha. Các bạn chỉnh theo cái bàn phím ở đây nè các bạn. Các bạn chỉnh theo ở đây thôi là được, các bạn không cần phải xê dịch vị trí đâu. Tại mình các bạn cứ vô các bạn phòng tập, các bạn test thử xong rồi các bạn thêm hay bớt gì thì tùy thôi ha. Này, cái phím ở bên đó, ở bên game lớp thì cái phím bên địch nó là F F2 các bạn. Nhưng mà ở đây này nó mình bấm F2 nó chỉ lên vậy thôi ha. Đó. Rồi các bạn phải 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 dùng chuột. Hoặc là các bạn có thể cài đặt một cái phím khác vô trong cái phím đó để các bạn bên ha. Chẳng hạn như là các bạn, để mình mở volume lên chút xíu đi chứ không có âm thanh thì nó cũng kỳ quá các bạn ha. Đây nè, anh mở lên một chút đi, nửa đi rồi không. Ví dụ như các bạn bên kia là bên F2 nó là bên địch luôn các bạn, nhưng mà bên đây nó không có bên, mình phải bên bằng 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 chuột ha. Đó, còn nếu các bạn không thích á thì các bạn có thể cài một cái phím vô đó. Đó, đây các bạn cài một cái phím vô cái chỗ phía trước có địch này. Đó, thấy không? Rồi các bạn bình là ok ha. Đó, rồi vậy nó ngay cái này nó dính với lại phím T luôn á các bạn. Đó, không, nó dính với phím T luôn, mình bấm phím T nó cũng bình luôn các bạn. F2 là bấm T các bạn. Còn ví dụ như các bạn muốn bình đồ vật đó, đồ vật là vật phẩm thì các bạn quên rồi, xong rồi các bạn ở đây có vật tư gì nè, nó vô cái phím này rồi. Bây giờ các bạn muốn cho nó là cái phím khác thì các bạn thêm một cái phím đó vô đây, ví dụ các bạn bấm F3 đi. Đó, rồi các bạn save lại ha. Đó, đây, mình thử F3 nè. I got supplies. Đó, thấy không? F3. Nếu vậy thì các bạn phải xóa cái phím F3 kia đi ha. Nếu các bạn vô đây các bạn xóa phím F3 này đi. Nếu không các bạn bấm F3 nó sẽ ra cái đó. Quên 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 save. Rồi sale các bạn đó. Hãy như các bạn đó, các bạn bấm F2 sẽ xong bấm F3 ở bên đồ, nó không có tiện giống cái kia, giống bên game lớp các bạn, nhưng mà đều chọn các bạn ha. Các bạn thấy hình ảnh nó cũng khá là mượt mà các bạn đó. Nếu các bạn fix không được giống cái video 1 của mình á thì các bạn cài cái này vô các bạn chơi ha. Đó, nói chung là nó không có ấy gì hết, để mình lượm thử cái súng mình lượm cái này đi. Đó, lượm đồ rồi bình thường các bạn. Lượm thử cái cấp 6 đi các bạn ha. Đó, zoom lên nữa là để mình bắn ra. Giật tung nóc luôn các bạn ha. Đó,
MK nó giật dậy các bạn. Đó. Rồi. Rồi, video của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Các bạn xem thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào các bạn.